Mai xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Một tuần vừa rồi mưa quá quý vị ạ, cho nên Ngọc Ánh không lên một video nào về nhà để gửi tới quý vị. Và ngay hôm nay trong cái thời tiết khô ráo tạnh ráo thì Ngọc Ánh lên ngay cho quý vị ba căn nhà giá rẻ thuộc quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với ba căn nhà này giá bán trên 1,8 tỷ một chút xíu thôi, mà sổ đỏ chuẩn chỉnh, diện tích 33 cho tới 35 mét vuông, thiết kế và xây dựng là 3 tầng, kia là đường ô tô vào được và đây là vị trí ba ngôi nhà. Với ba căn nhà này thì đã được hoàn thiện xong hết, đang trong quá trình dọn vệ sinh công nghiệp và quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay. Với thiết kế của ngôi nhà 33 mét vuông, hướng nhà là hướng Tây Nam, xây dựng và thiết kế là 3 tầng, ngõ trước nhà được 2 mét quý vị nhé. Và cách với đường ô tô rất là gần, chỉ 30 mét là ra tới đường ô tô. Vị trí của nó thuộc phường Biên Giang, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, phù hợp cho quý vị nào đi làm ở Hà Đông, quý vị đi làm ở Trương Mỹ, quý vị đi làm theo cung đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân. Và mời mọi người theo em vào khám phá cụ thể căn nhà. 3 căn bán 1, còn 2 tính đến thời điểm ngày hôm nay Ngọc Ánh quay video là ngày 15 tháng 1 mọi người ạ, năm 2024, thì còn có 2 căn. Và với căn nhà này thì nó cũng gần như thiết kế mẫu của 3 căn nhà, còn lại 2 căn Ngọc Ánh sẽ quay một trong 2 để gửi tới cho quý vị nhé. Với phần mặt tiền của ngôi nhà 3m1 và chiều dài là gần 10m, thiết kế rất là hợp lý và hướng nhà là hướng Tây Nam. Thiết kế cửa chính của ngôi nhà là cửa thép mọi người nhé, thép vân gỗ. Và với căn nhà này thì chủ nhà hiện tại thiết kế mẫu khóa cửa mới nhất, đó là vân tay mọi người ạ. Đó, vân tay. Ngoài cái phần cửa chính thì chủ nhà vẫn thiết kế thêm một cửa sổ phụ nữa cho quý vị. Mời mọi người theo em vào khám phá cụ thể căn nhà. Với tầng 1 của ngôi nhà, thiết kế công năng sử dụng cho quý vị: phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh. Với diện tích nhỏ nhắn, xinh xắn, hợp lý, công năng sử dụng hài hòa, giá bán rẻ nhất khu vực tại thời điểm hiện tại, cũng như gần như là rẻ nhất của quận Hà Đông luôn quý vị nhé. Giá bán hơn 1,8 tỷ mà lại sổ sách chuẩn chỉnh, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Với căn nhà này thì quý vị có thể trả trước khoảng tầm 6 đến 700 triệu tiền mặt, phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong thời gian dài nhất và lãi suất ưu đãi nhất. Tính đến tại thời điểm hiện tại thì vay ngân hàng mà mua nhà là được thời gian vay dài nhất, lãi suất rẻ nhất, thấp nhất từ 6,5% đến từ những ngân hàng uy tín nhất, ngân hàng nhà nước BIDV quý vị nha, rồi là SeaBank, Liên Việt, Bưu Điện, nói chung là rất nhiều ngân hàng có thể hỗ trợ quý khách hàng vay mua nhà. Đây là phần tầng 1 phòng khách, với phần hoàn thiện cơ bản đã xong hết, gần như là xong 100%, chỉ còn dọn dẹp vệ sinh nữa là quý vị vào ở được ngay. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Rồi ở đây tầng 1 chủ nhà thiết kế cho quý vị một cái chiếc đèn cũng như là kèm quạt trang trí rất là hợp lý, xinh xắn. Nói chung với một cái phân khúc nhà giá rẻ thì chấp nhận rằng là với cái giá này thì chắc chắn là vùng ven, không có trung tâm. Với cái vị trí mà Ngọc Ánh quay cho quý vị thì nó gần như là cuối của quận Hà Đông rồi, cho nên nó sẽ phù hợp với quý vị đi làm ở Hà Đông là chủ yếu. Còn nếu như mà quý vị mà ở tận ví dụ như Hoàng Mai hoặc là ở tận bên Long Biên thì Ngọc Ánh không khuyến khích, cho nên quý vị trước khi mà đi xem nhà thì cứ liên hệ trực tiếp với em để được tư vấn về cung đường, vị trí, giá bán để xem là nó có phù hợp với quý vị hay không thì mình đi xem nhà nhé. Đây là phần tầng 1 phòng khách, còn đây là phần không gian phòng bếp. Với phần phòng bếp của ngôi nhà, chủ nhà cũng thiết kế đầy đủ hết công năng cho quý vị về phần tủ bếp. Thiết kế gỗ MDF chống cong vênh, phụ kiện bếp lắp đặt đầy đủ, chậu rửa, vòi rửa, chất liệu inox 304. Ba căn nhà, ba cuốn sổ đỏ khác nhau, hồ sơ điện, hồ sơ nước riêng biệt từng căn, xây dựng riêng biệt từng căn quý vị nha. Tường riêng, cột riêng, móng riêng cho quý vị hoàn toàn yên tâm. Đó. Với cái phần hoàn thiện không gian phòng bếp, nói chung với cái diện tích này không yêu cầu quá cao rằng là phải một phòng khách riêng hẳn rồi là phòng bếp riêng hẳn. Nói chung nhà quay và bán theo hiện trạng, có như thế nào thì em review quay cụ thể cho quý vị là như vậy. Tủ bếp, đây là khu vực để tủ lạnh, đây là phần không gian nấu nướng của các chị em nội trợ. Đó. Mặt bếp thì ốp đá granite. Với phần không gian phòng bếp thì chủ nhà cũng có thiết kế thêm phần cửa sổ để lấy thoáng ở trong không gian phòng bếp cho quý vị. Gạch lát nền kích thước gạch 60-60. Các nhà này hoàn thiện tương đối là cầu kỳ đấy mọi người ạ. Đó.
Đó. Chợ, rồi là hệ thống tay vịn cầu thang thiết kế toàn bộ là gỗ. Phần tầng 1 ngoài phòng khách để xe, phòng bếp thì chủ nhà có vẫn thiết kế thêm cho quý vị một phòng vệ sinh sử dụng ở bên dưới tầng 1. Phòng vệ sinh này thì đáp ứng được cái nhu cầu sử dụng vệ sinh đầy đủ bồn cầu, máy bơm nước lên trên 3 tầng sử dụng của ngôi nhà. Ở đây thì điện là sử dụng điện lực EVN Hà Nội và nước là sử dụng nước sạch sông Đà. Hồ sơ điện, hồ sơ nước riêng biệt quý vị nhé. Mời mọi người theo em lên khám phá các tầng tiếp theo của ngôi nhà. Và tầng 2 của ngôi nhà sử dụng thiết kế cho quý vị công năng hai phòng ngủ thoáng trước, thoáng sau. Đây là phần phòng ngủ đầu tiên hướng ra phần mặt ngõ. Hướng nhà cửa chính là hướng Tây Nam và phía sau lưng là hướng Đông Bắc. Nếu mà mở cửa sổ ra thì tương đối là thoáng và hút gió. Đó, đây là phần không gian phòng ngủ đầu tiên ạ. Phần không gian phòng ngủ này thì cũng được chủ nhà thiết kế đầy đủ hệ thống trần thạch cao, đèn led, cửa sổ cũng như là ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa cho quý vị. Cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ. Gạch lát nền thiết kế cho quý vị gạch 60-60. Và đây là phần phòng ngủ ở phía bên trong. Với phần phòng ngủ ở phía bên trong, cửa sổ thông thoáng, ánh sáng đầy đủ tự nhiên. Không trông chờ gì hơn với một căn nhà, cả nhà và đất, giấy phép xây dựng đầy đủ mà giá chỉ hơn 1 tỷ 8 thôi. Bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Căn nhà này không lỗi phong thủy, không đường đâm, không top hậu, không gần đình chùa miếu mạo. Ngược lại, nó còn nằm ở trong khu dân cư đông đúc, gần chợ trường phường trạm, tiện ích đi lại đầy đủ, gần trục đường quốc lộ 6, gần bến xe Nghĩa, đầy đủ tiện ích ngập tràn cho quý vị. Đó. Đây là phần phòng ngủ. Và giữa hai phần phòng ngủ là cầu thang tiếp theo, một phòng vệ sinh sử dụng cho hai phòng ngủ trước và sau. Đây là phần phòng vệ sinh ạ. Với phòng vệ sinh này thì đáp ứng đầy đủ cho quý vị bồn cầu, hệ thống sen cây tắm, lavabo cũng như là quạt hút mùi và đầu chờ bình nóng lạnh. Nhỏ nhắn, xinh xắn, hợp lý. Quý vị trả trước 600 triệu tiền mặt, còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị nhé. Và mời mình theo em lên tầng cuối cùng của ngôi nhà. Và mọi anh đang đi lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà. Với tầng 3 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị một ô giếng trời để lấy ánh sáng xuống phần tầng 3. Tầng 3 thiết kế công năng sử dụng cho quý vị tiếp theo như sau. Một phòng ngủ riêng ở trên phần tầng 3 đây ạ. Đầy đủ cửa sổ thông thoáng. Đó. Nói chung nhà có sao thì em quay và cũng nói như thế thôi. Quý vị đến thì nó là như vậy. Không có nói khuếch đại lên cũng mới làm gì. Nếu như lỗi phong thủy thì em sẽ chia sẻ luôn. Để ví dụ quý vị nào mà có kiêng thì không cần phải đi xem, đỡ mất thời gian của mọi người ạ. Còn đây là một phòng riêng. Phòng này thì chủ nhà có thể thiết kế cho quý vị làm phòng thờ, phòng làm việc, tùy công năng của mỗi một hộ gia đình sử dụng. Tại sao mà quý vị lại bảo là đây không phải phòng thờ? Thực ra thì có những quý khách hàng trẻ tuổi đã từng mua nhà của anh ấy thì đi đạo Thiên Chúa giáo cho nên là không cần một cái phòng thờ riêng, cho nên bởi vậy nói bảo là cái đấy là tùy mục đích công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình, không hộ gia đình nào giống với hộ gia đình nào cả. Và phần còn lại sân phơi là đây. Với phần sân phơi này thì đây là khu vực để máy giặt. Còn đây là phần sân phơi nhỏ nhắn, hợp lý xung quanh dân cư đông đúc. Tiện ích ngập tràn gần với đường ô tô. Hướng nhà là hướng Tây Nam. Vậy nên quý vị nào mà hợp với căn nhà này mà vừa mới theo ra ngoài, hợp với căn nhà này xem review từ tầng 1 cho tới lên tầng 3, thiếu thấy phù hợp với tầm tài chính, phù hợp với cung đường đi thì còn chần chờ gì mà không gọi ngay cho nhà tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình. Ngọc Ánh chỉ sử dụng duy nhất hai số 0983 013 403 hoặc 0888 041 444. Quý vị liên hệ trực tiếp để được tư vấn cũng như đi xem nhà nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.